ai cũng có một thời để nhớ. Mỗi một năm trôi qua, ta lại lớn hơn, vấp ngã nhiều hơn, đồng nghĩa với việc đứng dậy, cứng cáp và trưởng thành. Nỗ lực thôi là chưa đủ, cần phải hết mình, chấp nhận thử nghiệm và thử thách. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk. Tôi là Bùi Tùng, tôi 25 tuổi. Tôi đã tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật công nghiệp. Và hiện tại tôi đang có một công việc rất là thú vị. Cuộc sống của tôi cũng giống như tất cả mọi người thôi. Cũng thích đi chơi, thích đi rong ruổi dòng phố, khám phá ẩm thực. Rồi tôi có sở thích là vẽ. Tôi thích vẽ bởi vì tôi muốn lưu lại tất cả những cảm xúc của mình qua những thứ mà tôi đã đi qua. Tôi còn thích có những sở thích rất là đơn giản, bình dị. Bạn đã bao giờ đi ăn những hàng quán rong ở vỉa hè chưa? Ví dụ như là bánh mì thịt xiên này. Tôi rất thích là lang thang ở đó đi kiếm những đồ ăn. Không phải là để ăn no mà ăn vặt thôi. Đi tìm hiểu những cái thứ nhỏ nhặt ở xung quanh cuộc sống của mình. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. Tôi rất là thích đi dạo ở hồ Hoàn Kiếm. Tôi rất thích là đi vẽ ký họa, kiểu như là những cái cảnh ở chùa chiền hoặc là con người, cuộc sống của con người. Công việc hiện tại của tôi cũng giống như tất cả như mọi người thôi. Tôi làm công việc để kiếm sống. Nhưng mà khi làm công việc của mình thì tôi lại nhận ra có nhiều thứ hơn cả là việc kiếm sống. Nó không hẳn đơn giản là nghề xăm, mà nó đơn giản là lưu trữ những cái câu chuyện ở trên da thịt của mình. Tôi không nghĩ là tôi chọn nghề xăm, mà nghề xăm lại đang là chọn tôi. Bởi vì tôi làm xăm với những cái đam mê của mình ấy. Điều kiện thì vật chất thì cũng không có. Cửa hàng của tôi nó nhỏ nhỏ, nó nằm sâu ở trong một cái góc phố, một góc phố đường Hà Nội, tìm rất là khó. Nhưng mà rất phải cảm thấy rất là cảm ơn tất cả các khách hàng của mình. Bởi vì những cái địa chỉ rất là khó tìm này, xong rồi cửa hàng nhỏ bé nhưng mà cảm giác người ta đến rất là ấm cúng, giống như một gia đình thứ hai. Đôi khi tôi nghĩ không phải lo nghĩ gì hết, cứ thả trôi rồi dừng đó.